Thưa quý khán giả, ở các trường học, câu lạc bộ là những sân chơi thú vị giúp cho sinh viên, học sinh có thêm nhiều trải nghiệm, trở nên năng động hơn. Đối với câu lạc bộ truyền thông của trường phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ, thì đây còn là một nơi để các bạn có thể thỏa sức sáng tạo đam mê, học cách làm việc nhóm để chuẩn bị bước chân vào thị trường lao động. Em chọn câu lạc bộ này là vì em là một sinh viên của ngành truyền thông kỹ thuật số, thì câu lạc bộ này cũng sẽ giúp em rèn luyện những kỹ năng mềm cũng như là những kỹ năng về chuyên ngành của mình. Em thấy cái công việc của em đòi hỏi rất là nhiều sự sáng tạo, bởi vì khi mà chúng ta đưa thông tin đến với mọi người thì chúng ta cần phải nghĩ ra nhiều cái ý tưởng hay hay là mới để có thể dễ dàng thu hút người xem hơn. Nội dung trong câu lạc bộ thì thường tụi em làm để hướng tới cái việc là thông báo sự kiện ở trường cho học sinh trong trường . Và thường là tụi em sẽ đăng những cái ảnh như là hài hước hay kiểu dạng là meme sẽ cho mọi người xem và mọi người giải trí, hoặc là sẽ có các góc học tập nhỏ để cho mọi người cùng xem học hỏi với nhau. Trong công việc của em thì em còn rất là nhiều sự sáng tạo, mà để tránh không có gây sự nhàm chán hay là đi vào một lối mòn thì em tìm kiếm nguồn cảm hứng của mình, đó là em sẽ tham khảo những cái bài trên Facebook về những cái nội dung mà em cần hướng đến để tham khảo, cũng như là xem cái video của các anh chị trên YouTube để tìm kiếm nguồn động lực. Theo quan niệm của bản thân em, để sáng tạo một nội dung hay thì cái nội dung đó phải phù hợp với người đọc. Vấn đề nội dung ra thì nó có hay đến cấp mấy, nhưng mà đối tượng mình nhắm tới nó không đúng thì cũng vậy. Nên là ví dụ các bạn ở đây thì các bạn đang viết cho chính các đối tượng giống các bạn, nên là bản thân các bạn cảm nhận được cái nội dung đó có phù hợp với các bạn hay không. Với tiêu chí của trường đưa ra là phát triển cá nhân, thì việc mà thành lập các câu lạc bộ để cho các em sinh viên tham gia thì đó là một trong những cái chương trình kỹ năng phát triển cá nhân của trường đưa ra. Thì với mong muốn thì các em có những cái cơ hội trải nghiệm và có những cái sân chơi thú vị để các em thỏa sức đam mê và sáng tạo, thì từ đó là các em có thể là hứng thú hơn với các ngành học của mình, và đặc biệt là các em có những cái cơ hội trải nghiệm kiến thức cũng như là kỹ năng để mà sau khi mà trong quá trình học tập của trường thì các bạn có đủ tự tin và bản lĩnh tham gia vào thị trường lao động. Thì hiện tại công việc câu lạc bộ là em khá là thích và cũng cảm giác khá là đam mê với nó, nên là ở tại câu lạc bộ em cảm giác bản thân mình được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức làm mọi thứ với những gì em mong muốn, nên là em rất là thích.